hơn 200 triệu mà khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một mẫu xe nhập khẩu số tự động. Vâng, mà em đang nói đến chính là chiếc Passat hành đây ạ. Một chiếc xe CDX nhập khẩu đời 2009, trang bị đầy đủ option đẹp cho em, cửa lock, đề lộ thông minh, màn hình giải trí và túi khí an toàn, đầy đủ hết đồ chơi cho em rồi. Mà giá chào bán chỉ có 255 triệu cho chiếc xe CDX nhập khẩu màu đen. Form dáng là bản sedan rất là đẹp luôn. La răng thì thể thao. 225 triệu cho các bạn độc nhìn cái bộ la răng thôi. Khi mà lăn bánh nó quay tròn thì những cái mặt phay của cái mặt la răng này nó phay nhìn rất là đẹp luôn nhé. Bốn bánh đều được trang bị là phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Xi nhan thì được tích hợp ở chân hông này. Đèn pha là đèn halogen siêu sắc LED cũng như là đèn gầm đầy đủ. Mặt ga lăng nổi bật với những đường dập lỗ trên thân xe, khớp lối thì đứng nghiêng như thế này. Các bác nhìn cho em này, cái phần cửa hở cánh cửa hai bên khít vào nhau đến nỗi mà không nhìn thấy một khe hở luôn. Rất là đẹp luôn. Trang bị động cơ là 1.6 nhập khẩu số tự động CDX 2009 đây ạ. 255 triệu. Bên ngoài nhìn nước sơn bóng đẹp, có cửa lock đầy đủ rồi. Phanh các bác nhìn này, lốp xe đây còn rất là sâu luôn. Hơi bụi bẩn một chút thôi vì Hải Dương đang bị mưa nên là bánh xe nó không tránh được việc bẩn nhá. Bốn bánh đều phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Lẹp chân kính các bác nhìn này, lẹp chân kính này. Kính này thì nó dán cái phần cái để mà chống nhìn vào bên trong nên là nhìn nó hơi khó, không nhìn được chỉ số kính đâu ạ. Nhìn nó hơi khó một chút. Ghế da thì đây các bác nhìn này, ghế da thiết kế hai màu. Em đi luôn vào trong khoang động cơ máy móc cho mình xem này. Có đề lỗ thông minh start top, màn hình cỡ bé thôi. Nhưng nếu như bác nào bảo Hương ơi màn hình bé này em không thích, em sẽ lên luôn. Lên luôn cho khách hàng một cái màn hình cỡ lớn luôn. Sấy sưởi kính là sấy luôn cả ghế cho nhá, sấy sưởi kính là rồi, nhưng với cái dòng này bản nhập Hàn thì bên Hàn rất là lạnh nên sẽ có cả sấy sưởi ghế cho em nhé. Làm ấm ghế luôn. Điều hòa thì auto, sấy sưởi kính trước và sau này, sấy sưởi ghế này. Điều hòa hai vùng nóng lạnh, mùa đông thì ấm áp mà mùa hè thì mát sâu. Đây là cái phần để mình hạ cái phần cửa lock này. Vì em đang tắt máy đây em xin phép là dùng tay kéo xuống. Cửa lock đầy đủ cho em. Vô lăng tích hợp các phím bấm, có tổ hợp phím bấm rồi thì lại có cả túi khí an toàn. Đồng hồ thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đề lỗ thông minh, ghế da hai màu. Thảm sàn các bác nhìn này, thảm rối như này nhá. Em rất thích những dòng xe nào bác chủ cũ nào có thảm như này. Nhìn rất là sạch sẽ luôn. Cần số thì còn đẹp căng cho em. Có tẩu thuốc, cổng AUX này, cắm vào đây nghe nhạc đầy đủ cho em này. Phanh tay sắc LED cho em rồi. Táp lô thì không còn gì phải chê, không có một điểm chê luôn. Cái này là mở lên mở xuống này, em cũng không biết là các bác định giấu cái gì ở đây. Cái này đó, 1.6 số tự động nhập khẩu cho em. Cam hành trình thì có gương là chống lóa cho em nhé. 255 triệu nhập khẩu số tự động. Em rất thích đi những dòng xe như CDX. Vì sao? Vì với cái tầm tiền như vậy mà đi được một mẫu xe nhập khẩu số tự động lại còn có cửa lock. Ví dụ như hôm qua mà SEA Games, mở cửa lock ra thò người thò cổ lên cái phần trên đấy để nhìn, để nhìn được đi bão thì quá là phê đúng không ạ? Nếu như hôm qua mà đi con chiếc xe này đi bão thì rất là phê luôn. Ghế da này, hàng ghế thứ hai cũng ghế da rất là đẹp luôn. Ngồi đủ 5 người thì sẽ kéo cái phần này lên. Còn nếu như ngồi 4 người thì đây sẽ là một cái phần để nước này, đồ ăn sáng rất là lý tưởng này. Mở cái phần này ra thì các bác có thể thò tay trực tiếp vào khoang cốp phía sau. Ví dụ như mà mình có cái gì để phía sau, không muốn mở khoang cốp vẫn ngồi trên xe thì chỉ cần mở cái phần này thôi là các bác có thò được tay xuống lấy đồ ở khu vực khoang cốp cho em nhé. Thiết kế cực kỳ tinh tế luôn. CDX 2009 nhập khẩu số tự động. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em, màn hình cỡ vừa thôi. Phanh ABS chống bó cứng này, la răng dạng phay 5 chấu rất là đẹp, rất là thể thao luôn. Cực kỳ chiều khách hàng nhá. Nếu như bác nào chỉ bảo là Hương ơi, đó, Hương ơi, anh thích màn hình to cơ thì em sẽ cho mình một cái màn hình to luôn, tặng không các bác luôn. Lốp sơ cua và dụng cụ khoang căng kích lốp thì còn nguyên. Mở cái phần khoang cốp vừa em nói đấy, thò tay từ bên kia sang là sẽ lấy được đồ ở bên trong khoang cốp này. Lốp sơ cua đây ạ. Chìa khóa điện cho em, khiển điện nhá, các bác chỉ cần bấm vào nút là mở này, tắt này và mở khoang cốp bằng chìa khiển rất là nhẹ nhàng luôn. Ở phần khoang cốp thì còn nguyên cho em cái phần như là thảm này, chống nóng giảm nhiệt này, keo chỉ zin như là ở phần lắp đít cốp xe đây ạ. Máng nước hai bên thì em cũng sẽ quay cho mình. Sắc LED chưa ạ?
đóng cửa này. Phía sau xe thì trang bị cho em là 4 mắt cảm biến va chạm. Em sẽ cố gắng quay tận vào trong gầm cho mình xem. 4 mắt cảm biến va chạm kia, đất cát nó bám lên hơi bụi một chút. Cốp xe thiết kế làm hai vùng, ăn sâu hơn một chút và khoang lắp cốp xe chia làm hai vùng cho em như thế này. Còn đây là đứng góc nghiêng phía bên này để các bác nhìn xem mà tất cả đường dập lổi này, la răng này. La răng quá là chất luôn, không còn gì để chê được cái điểm la răng này các bác này. Lốp thì còn tương đối mới này, từng cái lông này, từng cái rãnh này, những cái hòn sỏi nó còn ăn chui vào khe rãnh thì chứng tỏ là gì ạ, xe còn rất là nhiều ma sát luôn, chưa phải thay đâu ạ. Từng móc khóa này em cũng quay cho mình luôn. 255 triệu, với địa chỉ bán là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, ở gần khu vực em sinh sống thì đến chạy thử và cảm nhận. Ở xa thì chốt cọc cho em, em sẽ có trách nhiệm gửi xe, ship xe và tận nơi cho nhà mình luôn ạ. Bản nhập hàn, số tự động, đề lổ thông minh, cửa lóc đầy đủ, túi khí an toàn. Từng con ốc nhỏ nhất em Hương đã quay cho mình như thế này rồi. Thực tế xe như thế nào thì em sẽ báo như vậy, nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm cho em. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động ạ. Màu thì kết hợp bên trong nội thất rất là đẹp luôn, một cái tông màu đen cùng với màu lâu. Ngay cả phần táp ly hay phần táp lô bên trên cũng có một cái tông màu cùng với một cái ghế thất, nội thất ghế da nhá. Em xin phép được mở khoang động cơ máy móc này. Xin nhan trên hông, la răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng 4 bánh. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của siêu phẩm CDX đời 2009, bản nhập khẩu đây ạ. Bản nhập khẩu đây, em để điện thoại đây để em chống lên. Động cơ là Ecotec các bác nhìn cho em. Mở ra phát là các bác chốt luôn, yêu luôn như thế này mà. Sạch sẽ như thế này, khô ráo như thế này, không yêu thì yêu cái gì ạ. Ụ giảm chấn, giảm sóc còn đầy đủ cho em này. Nước làm mát này. Phanh ABS dẫn đến động cơ của 4 bánh này đều là phanh ABS chống bó cứng này. Tai đèn không hề bị biến dạng, khung rằng sắt xi này. Thăm dầu đây, đây là cái thăm dầu các bác nhé. Đó các bác nhìn này. Ngay cả cái phần lỉ này, chống lóng giảm tiếng ồn còn cho em. Từng cái như là em quay như này nó hơi bị ngược một chút lên thì nó hơi bị lóe. Lên tay nó cũng bị lóe này. Đây là lốt dập đinh tán này, keo chỉ zin, các bác phải móc cái phần rong này ra mới nhìn thấy keo chỉ bên trong nhé. Còn nguyên em không móc ra, em để nguyên. Khô rét và sạch sẽ cho em. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về mẫu xe CDX nhập khẩu số tự động đời 2009, trang bị động cơ là 1.6, giá em Hương gửi tới khách hàng nhà mình là 255 triệu, bao rút hồ sơ cho khách hàng nếu như yêu thích chiếc xe này. Vừa rồi thì em đã quay một video thật là chi tiết rồi, từng con ốc, từng ngóc ngách nhỏ nhất em cũng quay cho mình rồi. Rất mong rằng sau video này các bác hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương 0354602790. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ. CDX 2009 nhập khẩu số tự động 255 triệu.